ta có một cái sự chuẩn bị. Chuẩn bị đây là chuẩn bị về mặt con người, tiền bạc, cũng như là có những cái phương pháp làm việc. Bởi vì không phải cái gì bằng tiền mà làm được. Tôi là một trong những cái đơn vị không có lớn mà mình tự đánh giá, mình hiểu biết về lĩnh vực. Tôi đã trả giá cho cái việc mà không thực hiện một cách nghiêm túc cái bước ở cái việc đánh giá và có một cái lộ trình chuyển đổi hiệu quả. Xin chào quý vị và các bạn đến với chuỗi sự kiện Go Life for Success của chúng tôi ngày hôm nay. Tôi là Nguyễn Trọng Thiện, rất vui và vinh dự được là người dẫn chuyện, là người đồng hành cùng với quý vị và các bạn xuyên suốt buổi tọa đàm này. Chuyển đổi số không còn là một cái thuật ngữ xa lạ và được xem là một cái chủ đề hot trong tất cả những cái phương tiện truyền thông, những cái sự kiện lớn và nhỏ khác nhau. Nhưng chuyển đổi số là gì và hiểu như thế nào cho đúng về chuyển đổi số, hoặc những doanh nghiệp cần phải chuẩn bị như thế nào, áp dụng ra làm sao và áp dụng như thế nào một cách có hiệu quả quy trình chuyển đổi số, được xem là câu hỏi và được xem là một trong những cái trăn trở mà hầu hết tất cả những doanh nghiệp lớn và nhỏ Việt Nam đang gặp phải. Và để trả lời được câu hỏi chuyển đổi số là gì và áp dụng như thế nào một cách có hiệu quả, thì đến với buổi tọa đàm của chúng tôi ngày hôm nay thì tôi xin trân trọng kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Hà Minh Quân, là một cái người anh và là một người thầy đã có hơn 25 năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy cũng giống như là trong công tác tư vấn những doanh nghiệp lớn và nhỏ Việt Nam trong cái hành trình chuyển đổi số. Và hơn thế nữa, đóng vai trò là người thật việc thật, thì thầy cũng đã và đang thực hiện cái việc chuyển đổi số tại Viện ISB. Hiện nay thì có rất là nhiều những cái khái niệm khác nhau liên quan đến cái việc chuyển đổi số. Ví dụ như có những cái khái niệm và những cái quan điểm cho rằng chuyển đổi số là cái việc mà số hóa tất cả toàn bộ quy trình cũng giống như là hoạt động quản lý tại doanh nghiệp. Cũng có những cái khái niệm cho rằng chuyển đổi số là cái việc mà chuyển tất cả những cái kinh nghiệm từ cái việc quản lý và điều hành cá nhân lên trên việc quản lý bằng cái hệ thống. Thì theo thầy, dưới góc nhìn của một cái người giảng dạy, một cái người làm tư vấn, và hơn thế nữa là thầy đang thực hiện cái công tác chuyển đổi số hiện tại ở tại Viện Đào tạo Quốc tế ISB, thì thầy có những cái quan điểm hoặc là những cái chia sẻ như thế nào về để cho mọi người có một cái hiểu đúng và một cái góc nhìn đó trực quan hơn như thế nào là chuyển đổi số? Thì thứ nhất, khi nói tới cụm từ chuyển đổi số thì nó liên quan tới công nghệ thông tin. Nên trước đây ai cũng hình dung nó là một cái quá trình tự động hóa những cái hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên sau một cái thời gian dài có tham gia làm việc với nhiều doanh nghiệp và đặc biệt tại ISB, thì theo quan niệm cá nhân tôi thì cái chuyển đổi số tức có nghĩa là chúng ta thay đổi cách vận hành của doanh nghiệp, mà trong đó vai trò của công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng, đó là nền tảng, đó là phương tiện để chúng ta có thể thực hiện công việc đó. Ví dụ như cụ thể tại ISB thì với cái hành trình chuyển đổi số thì thực chất ban đầu nó cũng chỉ đơn giản là cũng là một cái khách hàng, đúng không? Thì khi tôi được chia sẻ của những chuyên gia, thì đối với một chủ doanh nghiệp thì cái hiệu quả cũng như là hiệu suất trong công tác điều hành là quan trọng. Thì khi được nêu lên những cái mình tạm gọi là pain point, những cái điểm khó khăn mà doanh nghiệp mắc phải, ví dụ như đối với thời điểm mà tôi bắt đầu cái việc chuyển đổi số của ISB, thì rất đơn giản là ngay bản thân cái việc đánh giá làm sao cái hiệu quả của tất cả hoạt động trong ISB làm sao đo đếm được. Thì thời điểm đó thì mỗi năm chúng ta cũng chỉ bám vào những cái chỉ số quan trọng trong doanh nghiệp như là lợi nhuận, doanh thu, chi phí. Và khi nói tới chi phí, chúng ta hình dung tới việc là làm sao sử dụng hiệu quả, cắt giảm những loại chi phí không cần thiết. Như thế nào là một chi phí không cần thiết? Thì lúc này chắc chắn một cái điều là mỗi doanh nghiệp đều quan tâm, đó làm sao ta có thể đo được cái hiệu quả của từng cái dự án một. Mà sau này khi thực hiện công việc, ta hình dung nó giống như một cái business unit, là chúng ta chia ra như thế nào. Và trước đây khi chia cái cơ cấu doanh nghiệp thì cũng chỉ chia theo cái phần nó gọi là vật lý, tức có nghĩa là để làm sao cho dễ quản. Tuy nhiên sau khi tiếp cận thì rõ ràng thời điểm này chúng ta nhìn lại phân chia ISB thành những cái nhóm dự án khác nhau để chúng ta có thể đo đếm đánh giá được hiệu quả. Thì thời điểm mà khi được chia sẻ, một trong những người bạn tôi đó là anh Việt, một trong những chuyên gia tư vấn chuyển đổi số, đặc biệt là hệ thống Microsoft và SAP, thì tôi thấy rằng nó thay đổi hoàn toàn cái tư duy quản lý doanh nghiệp. Thời điểm đó là lúc đó tôi nhìn nhận lại làm sao để có thể tăng lên cái hiệu quả quản lý tại ISB. Thì lúc đó là thay đổi cái cách
quản trị doanh nghiệp từ cái hiệu quả theo kiểu các chỉ số tài chính, thì bây giờ là bắt đầu hiểu thế nào là một cái business driver, những cái nhóm các chỉ tiêu mà giúp chúng ta có thể tăng cái hiệu suất cũng như hiệu quả vận hành doanh nghiệp. Thì từ cái việc nghe các chuyên gia chia sẻ thì cảm thấy rằng bản thân doanh nghiệp mình có những yếu tố đó. Thêm nữa là lúc đó đối với một cái doanh nghiệp như ISP á, thì cái nguồn lực của chúng tôi, ví dụ như là giáo viên, phòng học, nói chung phòng học nó luôn luôn là thiếu. Rồi cái việc sử dụng phòng sẽ có hiệu quả. Thì lúc này cái những cái khái niệm làm sao để có thể tối ưu hóa được cái nguồn lực thì là những cái khái niệm mà trước đây chúng bản thân những anh em làm việc ở ISP rất là quan tâm, nhưng làm thế nào để làm được chuyện đó. Thì đó là cái xuất phát điểm ban đầu khi nói tới cái tư duy vận hành và quản trị một doanh nghiệp. Tương tự như vậy thì thời điểm mà khi chúng tôi bắt đầu chuyển đổi số thì ISP có rất nhiều phần mềm mà chúng tôi sử dụng trong quá trình, ví dụ như đối với kế toán thì chúng tôi sử dụng AMIS. Đối với quản trị hành chính văn phòng chúng tôi sử dụng OneOffice. Rồi đối với CRM để quản trị bán hàng thì chúng tôi cũng có hệ thống CRM. Tuy nhiên mỗi cái hệ thống như vậy nó rời rạc. Và đặc biệt là khi giao tiếp lẫn nhau thì mọi người vẫn sử dụng các công cụ như là Viber, Zalo. Và điều đó dẫn tới việc là nó rất là nhiều thông tin nó không được nhất quán và nó thiếu sót, và quá trình quản trị nó vẫn đòi hỏi cái chuyện giám sát hàng ngày. Và điều đó dẫn tới việc mà khi nghe các hệ thống có thể giúp cho chúng ta có thể tăng cường cái tính hiệu quả. Thì thời điểm đó bản thân tôi cũng bị thuyết phục bởi cái tư duy làm sao có thể nâng cao cái hiệu suất và hiệu quả của anh chị. Thì bắt nguồn từ cái câu chuyện là làm thế nào để nâng cao cái hiệu suất và hiệu quả quản trị doanh nghiệp, thì thầy mới quyết định là triển khai cái hệ thống ERP để áp dụng cho tại ISP. Thì thêm được biết á, thì nếu như vậy á, thì cái việc mà thứ nhất á, là việc mình có cần phải chuẩn bị về đội ngũ nhân sự như thế nào. Tại vì một trong những cái lợi thế của mình, giống như thầy chia sẻ, là có đội ngũ giáo viên là một cái nền tảng. Và thứ hai nữa là có về cái họ đều có những cái kiến thức. Đấy, thì đó là một trong những cái lợi thế của mình. Còn khi mà mình đưa cái đội ngũ, đưa một cái hệ thống vào để áp dụng á, thì đối với cái đội ngũ nhân sự này mình có cần phải chuẩn bị như thế nào? Thì thực chất bản thân khi nghe được chia sẻ cái triết lý quản trị thông qua, ví dụ như cái hệ thống mà ISP đang chuyển đổi là hệ thống SAP, thì nghe rất là hay, rất là thú vị, và nhìn thấy rõ những cái benefit mà từ việc là nếu chúng ta chuyển đổi thành công. Nên bản thân cá nhân tôi và lãnh đạo viện là quyết định thay đổi, transform để mình có thể adapt sử dụng được cái hệ thống hiện đại. Tuy nhiên vào thực tế nó không có đơn giản như vậy. Mà cái yếu tố vừa rồi Thiện có nói đó, tức có nghĩa là mặc dù rằng đã tham gia rất là nhiều dự án tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp, biết được tầm quan trọng của cái việc chuẩn bị cái sự sẵn sàng để làm sao mà có thể đáp ứng được cái yêu cầu để có thể thay đổi và chuyển đổi cái hệ thống quản trị qua một cái hệ thống mới. Tuy nhiên vào thực tế nó không đơn giản như vậy. Tức có nghĩa là có rất là nhiều yếu tố nó vên giữa cái việc vận hành hiện tại với cái vận hành trên hệ thống. Mà thời điểm mà khi bắt đầu ISP thì chúng tôi thiếu một cái bước mà tôi đánh giá rằng nó rất là quan trọng. Lúc đó mình chủ quan, mình nghĩ là mình làm được. Tuy nhiên chúng ta không làm một cách nghiêm túc, đó là cái việc đánh giá sự sẵn sàng. Nếu mà thực chất được làm lại, tôi sẽ làm rất là nghiêm túc cái bước này. Chính cái bước đánh giá sự sẵn sàng sẽ cho biết cái hiện trạng thực tại của doanh nghiệp mình, và cụ thể đối với ISP lúc đó tôi sẽ biết rằng cái độ vên so với cái hệ thống quản lý trên SAP nó như thế nào. Tức có nghĩa là bản thân là đội ngũ chúng ta có thể có trình độ đó, nhưng mà cái hiểu biết cái việc vận hành hệ thống nó ở cách xa bao lâu. Và như vậy chúng ta sẽ biết có những cái training nào cần. Thứ hai, chúng ta sẽ hình dung rằng có những cái yêu cầu đặc thù của doanh nghiệp. Ví dụ ISP là một cái đơn vị rất là đặc thù, vận hành theo doanh nghiệp nhưng mà lại nằm trong một cái đơn vị là nhà nước, thì nó lại có những cái quy định nó không như những doanh nghiệp bình thường. Vậy thì rõ ràng trong trường hợp đó, nếu như không đáp ứng được yêu cầu mang tính chất đặc thù của ISP thì đối với các bộ phận họ không thể thực hiện được, ví dụ như bộ phận tài chính kế toán. Và chính vì vậy cái việc thực hiện tốt cái bước mà đánh giá sự sẵn sàng sẽ giúp cho chúng ta biết chúng ta đã sẵn sàng đối với, một là về mặt con người, hai đối với mặt dữ liệu,
Là chúng ta đã có những cái dữ liệu cần thiết để vận hành hệ thống hay không? Và quan trọng hơn nữa là cái quy trình hiện tại so với cái quy trình chuẩn mà theo cái cụm từ mà tôi luôn luôn bị thuyết phục đó là best practice. Tức có nghĩa là một cái quy trình đã được rất nhiều doanh nghiệp thử nghiệm và thực hiện một cách thành công, thì chúng ta nên bắt chước cái hệ thống đó hơn là chúng ta theo những cái quy trình mà trong quá trình thực hiện công việc có thể nó thuận tiện. Và cái bước đánh giá sự sẵn sàng ISP là không có tốt. Nên chính vì vậy trong quá trình thực hiện chúng tôi mất khá nhiều thời gian so với cái kế hoạch go live ban đầu. Thì quay trở lại cái khái niệm mà thì có hỏi là như vậy ISP có ready hay không? Thì thực chất thời điểm đó chúng tôi không làm con bước đó. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn, chúng tôi giảng dạy thì chúng tôi có kiến thức, nhưng cái kiến thức vận hành và cái hiện trạng cũng như cái yêu cầu thực hiện trên hệ thống là hai việc khác nhau. Và nếu chúng ta không đánh giá, chúng ta không đo được cái vên đó thì chúng ta sẽ không có những cái giải pháp kịp thời. Giải pháp đó có thể có những trường hợp, ví dụ như nhìn lại tôi nghĩ là có những con người mà chúng ta phải thay đổi nếu chúng ta muốn thay đổi hệ thống. Bởi vì bản chất cái quan điểm, khái niệm đúng sai của người đó và hệ thống không giống nhau. Nó rất là khó để mình có thể thuyết phục. Và trong trường hợp đó có những người chúng ta phải cho họ leave khỏi hệ thống trước khi chúng ta bắt đầu, thì cái quá trình chuyển đổi nó sẽ tốt hơn. Hoặc có những trường hợp là chúng ta phải training lại để họ ý thức được giá trị của hệ thống mới, cũng như có sự chuẩn bị về mặt nghiệp vụ để có thể bắt đầu được công việc. Và rõ ràng quá trình training nếu mà làm tốt hơn thì cái quá trình mọi người adapt nó sẽ rất là tốt. Và thêm một cái điểm nữa là cá nhân tôi là một cái người cũng không ở được chi tiết, nên khi thực hiện công việc thì tôi yêu cầu, tôi động viên, nhưng tôi là người không có tuân thủ hệ thống. Và khi một cái người sếp trong doanh nghiệp mà không tuân thủ hệ thống thì cái hệ thống nó gãy ngay cái chỗ đó. Và như vậy đến khi chúng ta phát hiện ra thì chúng ta phải mất thời gian để chúng ta làm lại đó. Thì quay trở lại, có nếu nhìn lại thì đối với câu hỏi của Thiện là ISP hoàn toàn chưa có sự sẵn sàng, đặc biệt đối với yếu tố con người. Mặc dù rằng chúng ta có kiến thức, nhưng mà cái sự khác biệt, cái vên giữa cái hiện trạng với cái hệ thống là một điều chúng ta cần phải củng cố, cũng như có những giải pháp kịp thời để có thể thực hiện được công việc trên cái hệ thống mới. Thì giống như cái chia sẻ vừa rồi của thầy, có nghĩa là một doanh nghiệp mà muốn triển khai được cái tỷ lệ thành công cao thì ít ra họ cần phải biết là mình đang ở đâu và sự sẵn sàng đối với hệ thống như thế nào. Và cái sự sẵn sàng đối với hệ thống dựa trên ba khía cạnh, đúng không? Thứ nhất là về con người, thứ hai là về quy trình, và thứ ba là về dữ liệu, là phải sẵn sàng. Thì về quy trình, em có nghe thầy chia sẻ là một cái khái niệm rất là hay, nghĩa là best practice. Có nghĩa là thay vì mình ngồi, mình suy nghĩ ra mình làm như thế nào, bộ phận này phối hợp với bộ phận kia làm sao, thì ít ra mình áp dụng những cái hay, những cái đặc thù và những cái chuẩn mực trên thế giới vào trong cái công tác quản lý và điều hành của mình. Như vậy thì thứ nhất là nó đòi hỏi phải tính liền mạch về mặt dữ liệu, thứ hai là tính tuân thủ về mặt quy trình, thì đáp ứng được cái kết quả đầu ra nó sẽ tốt hơn, và mình sẽ đạt được cái tỷ lệ thành công nó cao hơn. Thì cũng rất là hay cái ý kiến này của thầy, và cũng sẽ là một trong những cái bài học đối với tất cả những cái người làm quản lý và người chủ doanh nghiệp, là muốn là biết mình ở đâu trên cả một cái lộ trình chuyển đổi số, thì ít nhất mình cũng phải biết là mình phải thực hiện cái công tác là đánh giá sự sẵn sàng ở tại doanh nghiệp. Nó có một cái điểm mà thực chất trong thực tế chúng ta rất là dễ mắc cái lỗi này. Dạ. Tức là chúng ta nhìn là chúng ta tưởng chúng ta biết. Dạ. Hôm nay tôi nghĩ đơn giản, các anh chị đánh gôn. Dạ. Nhìn cái chuyện là giơ cây gậy đúng thế, đánh vô trái banh, ai cũng thấy đơn giản. Dạ. Nhưng cái, trong thực tế là không hề dễ. Dạ. Và nó có khác biệt ở cái người đánh ở một cái gọi là bắt đầu, cũng như một người có cái handicap gọi là single, một cái động tác một thôi, đúng không? Thì mình nhìn thì mình thấy là không có gì khác biệt, không có gì khó. Nhưng khi vô thực tế nó không đơn giản như vậy. Thì cái chuyển đổi số tôi nghĩ nó cũng giống như vậy đó. Khi mà chúng ta chỉ mới dừng lại nghe về mặt concept, nghe các công ty khác, nhìn các công ty khác thực hiện, hoặc chúng ta có thể tham gia một dự án nào đó, thì chúng ta nhìn thấy cái trục trặc, những cái khó khăn của doanh nghiệp khác. Nhưng mà thực chất khi chúng ta quay về doanh nghiệp chúng ta cũng y như vậy. Đó, chúng ta đều mắc phải tất cả những cái lỗi mà trong quá trình khi các anh chị tham gia những dự án của khách hàng hoặc là của những cái đồng nghiệp chúng ta thực hiện. Chúng ta thấy những vấn đề mà như Thiện vừa nói, ai cũng biết. Nhưng mà thực chất chúng ta có thực sự thách nó một cách nghiêm túc, và chúng ta thực hiện tuân thủ cái việc đó.
Và càng làm nghiêm túc bao nhiêu thì chúng ta sẽ tốt. Quay trở lại giống như khám sức khỏe, phải đi khám, chứ còn mình cảm thấy mình khỏe, điều đó nó không chắc. Và đối với cái tổ chức, đó là một cái bài học mà tôi nghĩ rằng nó rất là xương máu. Bởi vì chúng ta chủ quan, hiểu biết, và chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm hàng ngày, chúng ta biết là chúng ta có sẵn sàng hay không, cái việc như vậy có phù hợp hay không. Mà bản thân tôi nghĩ là được, nhưng mà thực chất không phải như vậy. Và nếu chúng ta không tuân thủ cái quy trình đánh giá một cách nghiêm túc, thì chúng ta không thấy cái vên đó. Và rõ ràng chỉ một hai cái điểm nghẽn trong cái quá trình chuyển đổi số nó ảnh hưởng toàn bộ tiến độ. Và đặc biệt thêm cái điểm nữa là như chẳng hạn như về mặt dữ liệu, ai cũng nghĩ rất là đơn giản, nhưng thực tế tôi lấy ví dụ đối với công tác kế toán kiểm toán, đúng không? Đối với kế toán tài chính là những con số nó mang tính chất nhạy cảm, và bộ phận tài chính kế toán họ rất là căng thẳng khi chúng ta chạm vào những con số mang tính chất là nhạy cảm. Và nó có những quan điểm để xử lý thế nào là đúng sai về mặt tuân thủ kế toán. Và rõ ràng trong những trường hợp mà nó gặp cái sự khác biệt về cái tư duy xử lý công việc, thì rõ ràng ngay cái vị trí đó thì chúng ta đã bỏ cuộc trong quá trình chuyển đổi. Nên chính vì vậy một lần nữa, các doanh nghiệp, và đặc biệt như cái bài học của ISB, là chúng tôi phải làm tốt công tác thứ nhất là phải training. Chính cái training làm cho những cái key user, là những bộ phận key á, ví dụ hàng như cái chị mà kế toán trưởng, giám đốc tài chính, phải thực sự hiểu cái quách cách quản trị tài chính theo cái phương thức mới, đặc biệt là theo cái cách vận hành của SAP, của hệ thống. Và từ cái việc hiểu đó, xong nó không phải một ngày hai bữa đâu. Ban đầu nghe thì về mặt lý thuyết thì ai cũng đồng cảm hết đó. Nhưng khi gia chạm vào thực tế nó rất là khó. Rồi cộng thêm cái điểm nữa là tưởng là mình hiểu, nhưng mà khi vô thực tế nó không phải là nó ra con số như mình mong đợi. Những cái báo cáo trên SAP nó theo một cái nguyên tắc khác, và rõ ràng nó không giống những cái bản mà báo cáo bình thường. Thì những cái việc đó là nó có một cái quá trình, lúc này cái công ty mà tư vấn triển khai họ sẽ giúp chúng ta. Tuy nhiên nếu như nó ra một cái kết quả khác biệt so với cái thói quen đời bình thường, thì bản thân những cái key user họ là những người đã phản ứng và chính chống lại sự thay đổi đó. Và thực chất có thể là 10 yếu tố được, 8 cái họ hài lòng, nhưng đôi khi họ thách hai cái việc là hai cái yếu tố còn lại, họ cảm thấy nó bất tiện, không quen, thì họ có thể phản ứng theo chiều hướng là chống lại cái quá trình chuyển đổi đó. Và trong tổ chức chỉ cần khoảng 1-2 key user mà phản ứng như vậy thì chắc chắn quá trình chuyển đổi số sẽ gặp khó khăn. Hoặc là chúng ta gọi là vẫn go live, vẫn thực hiện được, nhưng mà chúng ta không phát huy được toàn bộ cái ưu việt của hệ thống, thì điều đó cũng là một cái yếu tố giới hạn trong quá trình chuyển đổi số. Thì quay lại cái câu chuyện là thứ nhất là mình cần phải chuẩn bị đánh giá xem cái doanh nghiệp của mình đã sẵn sàng chuyển đổi số hay chưa. Nhưng một trong những cái vấn đề nữa là trong cái quá trình mình chuyển đổi số thì mình cũng gặp vô vàn những cái khó khăn giống như thầy vừa chia sẻ. Có nghĩa là thầy có một vài cái sự chống đối hoặc là bất hợp tác của một vài những cái cá nhân mà nếu mà họ là những cái key user thì thật sự đó cũng là một vấn đề, và đó cũng là một cái khó khăn. Và em thấy được rằng có nghĩa là xuyên suốt một cái quá trình giống như là chuyển đổi số không chỉ là một cái câu chuyện của hôm nay, ngày mai, một tháng, hai tháng, mà đó là cũng là cả một cái quá trình xuyên suốt. Thì tất nhiên tất cả những cái sự mà chống đối hoặc là cái sự mà bất hợp tác nó sẽ có xảy ra. Và một cái điều mà thầy vừa chia sẻ là change management, có nghĩa là làm thế nào để quản lý và kiểm soát tốt cái sự thay đổi, và làm thế nào để đảm bảo được cái tính tuân thủ của cái người dùng, thì đó là cả một cái câu chuyện, và em gọi đó là một cái nghệ thuật. Đấy, thì thầy có một cái ví dụ nào cho cái cách mà thầy vượt qua hoặc là giải quyết những cái vấn đề mà nó xung đột trong cái thực chất cái này là một cái điều mà chúng tôi vẫn đang ongoing, vẫn đang tiếp tục để thực hiện công việc đó. Tôi lấy một cái ví dụ là ngay từ đầu cá nhân tôi đánh giá rất là cao cái nó gọi là cái hệ thống chuẩn mực best practice. Và cái khái niệm đó được đã thông ngay từ đầu. Một cái hệ thống mà rất nhiều doanh nghiệp trên thế giới sử dụng, mà tại sao chúng ta phải làm khác đi. Và rất là nhiều anh em đồng cảm chuyện đó. Nhưng mà khi vô triển khai á, mà các anh em bên công ty tư vấn mà nói cái câu là SAP nó như vậy đó, là anh em nó phản ứng dữ lắm. Tức có nghĩa là giống như là cái chuyện mọi người hiểu nó không có chính xác. Sai rồi. SAP nói như vậy thì mọi người phải thực hiện, nó không có đơn giản như vậy. Thì chính như vậy trong những trường hợp đó, một lần nữa cái vai trò của lãnh đạo là chúng ta phải balance.
Rồi khi gặp những sự cố đó là chúng ta phải phải empathy, là đồng cảm cả hai bên. Có nghĩa là đôi khi không phải là cứ bắt anh em thực hiện là được. Đó, thứ nhất là công ty tư vấn triển khai chúng ta cũng phải hiểu. Khi có những cái conflict xảy ra thì chúng ta cũng như tất cả những conflict khác, chúng ta phải empathy, chúng ta phải hiểu từ hai phía, chúng ta tìm giải pháp. Đó là chuyện thứ nhất. Cái chuyện thứ hai á, là cái vai trò của lãnh đạo rất là quan trọng. Rất là phải rất là quyết liệt. Tuy nhiên chúng ta cũng phải hiểu được những cái nỗi khó. Bởi vì khi chuyển đổi số, tức là chúng ta vẫn phải vận hành doanh nghiệp theo hệ thống cũ. Và chúng ta phải chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi. Đó năm nay giống như chuyển nhà đó. Nói đơn giản chứ ai mà đã từng chuyển nhà biết là chúng ta mất rất là nhiều thời gian. Và nếu không khéo thì nó thiếu cái này, thiếu cái kia. Và rõ ràng nó đối với quá trình chuyển đổi từ hệ thống này qua hệ thống khác, nó tăng cái thời gian làm việc của mọi người, tăng cái gọi là workload, cái mức độ làm việc của mọi người. Và hơn thế nữa, nó có rất là nhiều cái áp lực. Và không có doanh nghiệp nào mà trong quá trình chuyển đổi số mà không bị mất người. Chứ có nghĩa là một số người không đồng quan điểm với ban lãnh đạo về việc chuyển đổi, và họ cảm giác rằng cái điều này là cái điều không nên làm. Và nhiều người thể hiện cái sự phản ứng bằng cách ra đi. Và mặc dù có sự chuẩn bị, nhưng đâu đó nó có những cái vị trí mà khi họ ra đi nó để lại một khoảng trống. Thì những anh em khác phải cover cái mảng công việc đó. Vừa phải tăng thêm cái thời gian để thực hiện công việc chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi số. Thì trong quá trình này nếu mà chủ doanh nghiệp không thực sự thấu hiểu từ phía hai phía đó, gây áp lực đối với nhân viên hoặc là lắng nghe nhân viên, thì đều fail hết. Tức có nghĩa là chúng ta rất là dễ bỏ cuộc dây chừng. Bởi vì nếu mà gây sức ép quá thì anh em sẽ ra đi. Và rõ ràng nó không thể nào mà ai nói rằng trong khoảng thời gian ngắn chúng ta có thể đáp ứng được tất cả yêu cầu. Nếu như bộ phận lãnh đạo cấp trung mà nó ra đi nhiều quá. Thì quay trở lại cái bước này chúng ta sẽ hạn chế nếu như trong quá trình chúng ta đánh giá sự sẵn sàng chúng ta làm tốt. Nếu làm tốt thì chúng ta đã dự báo được khâu nào trong quá trình chuyển đổi số là những cái khâu mà chúng ta đòi hỏi phải mất thời gian. Ví dụ nếu mình nhắm vào một cái vị trí đó là cái người mà sẽ chống lại cái sự thay đổi đó, thì tôi phải chuẩn bị một cái nhân sự là nếu như trong trường hợp anh đó ra đi, ai là người thay thế. Và nếu chúng ta không có plan được, không có lên kế hoạch được là bao nhiêu người sẽ chủ động ra đi trong quá trình chuyển đổi số, thì trong thực tế chúng ta sẽ bị một cái áp lực thụ động. Và điều đó nó sẽ dẫn tới việc là khả năng doanh nghiệp không có, một là không có chuyển đổi đúng thời điểm, không có go live đúng thời hạn. Và hai là go live được nhưng không có work được. Và quan trọng hơn nữa là rất nhiều doanh nghiệp fail. Fail tức có nghĩa là bỏ cuộc giữa chừng, không thực hiện nữa. Hai là thực hiện nhưng mà sau đó cảm thấy rằng nó cũng không hơn gì trước đây. Rất nhiều doanh nghiệp, một số doanh nghiệp quay trở lại cũ, hoặc là sử dụng theo cái mức độ rất là hạn chế. Tức có nghĩa là thay vì tính năng nó 10, nhưng mình chỉ sử dụng được 1-2 và mình chấp nhận như vậy là chuyện nổi số, thì đó cũng là một dạng thất bại. Quay trở lại tôi đó, là nó đòi hỏi cái sự cảm thông, và đặc biệt vai trò của lãnh đạo rất là quan trọng. Và phải hiểu cả hai phía, từ công ty tư vấn triển khai và toàn bộ đội ngũ. Và chúng ta có một cái sự chuẩn bị. Chuẩn bị đây là chuẩn bị về mặt con người, chuẩn bị về mặt tiền bạc, cũng như là có những cái phương pháp động viên. Bởi vì không phải cái gì bằng tiền cũng phải làm được. Nhất là đối với những vị trí lãnh đạo cấp trung, cấp cao. Đối với họ có nhiều thứ quan trọng hơn mà đòi hỏi chúng ta phải thuyết phục hơn là chúng ta áp lực. Tuy nhiên nếu chúng ta không đủ quyết liệt thì chúng ta cũng lại bị cái áp lực ngược lại, là chúng ta sẽ dễ bỏ cuộc. Thì đó là một cái chuyện mà tôi nghĩ rằng các chủ doanh nghiệp phải thực sự hiểu biết thì chúng ta mới đủ bản lĩnh để vượt qua cái quá trình chuyển đổi số. Thì giống như thầy vừa chia sẻ, có nghĩa là những khó khăn của nội tại SB gặp phải trong cái quá trình chuyển đổi số hay là quá trình mà áp dụng cái hệ thống ERP trong vận hành. Nhưng mà một cái khía cạnh khác em có nghe thầy chia sẻ, có nghĩa là từ cái bên tư vấn đấy, thì dưới góc nhìn của thầy, trước đây thầy cũng đã từng là một cái tư vấn, thứ hai là bây giờ mình đang đứng vai trò là khách hàng, thì làm thế nào để thứ nhất là mình sẽ lựa chọn được cái tư vấn nó phù hợp, thứ hai là mình sẽ lựa chọn được một cái hệ thống nó phù hợp, và thứ ba là làm thế nào mà trong trường hợp mà nếu mà có xung đột phát sinh thì làm thế nào mình có thể mình giải quyết được để mà hai bên, tại vì vấn đề chuyển đổi là vấn đề đồng hành cùng thuyền giữa thế nào là bên khách hàng và thế nào là bên tư vấn, chứ không thể nào mà đang đi nửa đường rồi tư vấn lại bỏ khách hàng hoặc là ngược lại. Đấy, đó cũng là một cái sự thất bại.
Thì quay trở lại, tôi vẫn có cái lời khuyên đối với các doanh nghiệp là chúng ta nên làm tốt cái bước đánh giá sự sẵn sàng. Đánh giá sự sẵn sàng đây là, một là chúng ta đánh giá lại cái hiện trạng quá trình vận hành doanh nghiệp của mình. Thứ hai là chúng ta phải so sánh cái sự sẵn sàng đối với hệ thống nào. Ví dụ chẳng hạn như có công dụng ISP, tôi chọn SAP. Nhưng có những doanh nghiệp chọn những cái hệ thống khác. Thì cái tính tương thích nó không giống nhau. Nên chính vì vậy khi chúng ta nói tới sự sẵn sàng là không phải sẵn sàng nói chung mà đối với cái hệ thống. Và trong trường hợp này chúng ta cần một cái người có sự am hiểu để tư vấn và giúp cho chúng ta thấy rằng giữa những cái hệ thống chúng ta chọn cái hệ thống nào. Bởi vì cái việc chọn đúng nó đã giúp cho cái cơ hội thành công của chúng ta cao. Và cái này phải là những chuyên gia có kinh nghiệm. Và cái điều này tôi nghĩ rằng ngay bản thân các hãng là mỗi cái hãng đều có những cái người giỏi để hướng dẫn. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng cần những anh chị đã chuyển đổi rồi, hoặc là những cái nhà tư vấn quản trị đúng nghĩa. Ví dụ như trong thị trường có những công ty có rất có kinh nghiệm. Ví dụ trong Big Four, KPMG, Deloitte, những công ty mà đã từng chuyển đổi các cái doanh nghiệp lớn thì họ rất là nhiều kinh nghiệm. Mà chính vì vậy đối với họ thì sẽ giúp cho chúng ta chọn hệ thống nào tốt. Nhưng mà chi phí họ cũng rất là lớn, thì cũng có những cái doanh nghiệp nhỏ hơn hoặc có những chuyên gia độc lập mà chúng ta nên sử dụng. Tôi nghĩ rằng cái chi phí cho tư vấn là một cái chi phí hiệu quả. Mặc dù nó không rẻ nhưng mà nó sẽ tiết kiệm rất là nhiều nếu chúng ta không có sự hiểu biết nhất định. Và cái này tôi tin rằng các doanh nghiệp cứ tin là hay nên chi cái chi phí cho tư vấn để giúp cho chúng ta chọn cái hệ thống nào phù hợp với doanh nghiệp mình nhất. Đó là cái chuyện thứ nhất. Cái chuyện thứ hai là thực hiện cái bước đánh giá đó cũng cần cái công ty có kinh nghiệm để đưa ra chúng ta có một cái change plan, một cái kế hoạch thay đổi một cách nó toàn diện. Có những trường hợp đó, tôi lấy ví dụ như là chúng ta có thể sử dụng những cái phiên bản nó không phải tốn rất là nhiều tiền. Nhưng mà khi chúng ta đánh giá sự sẵn sàng đối với cái việc chuyển đổi số, chúng ta phát hiện là chúng ta đang ở bước rất là early step, tức nghĩa là rất là sớm. Ví dụ như về mặt chiến lược công ty chưa có rõ ràng, ta chưa biết ta đi tới đâu. Rồi thứ hai, cái hệ thống lãnh đạo trong công ty không cùng một cái tầm nhìn, không cùng một hướng. Và nếu chúng ta quyết định chuyển đổi số thì ngay lập tức đã gãy rồi. Nên chính vì vậy cái việc đánh giá sự sẵn sàng đối với chuyển đổi số, rồi đánh giá sự sẵn sàng đối với hệ thống và tất cả những cái bước đó chúng ta nên sử dụng tư vấn để chúng ta có một cái bức tranh chuyển đổi số một cách hoàn chỉnh. Và chúng ta sẽ có những cái lộ trình cho riêng doanh nghiệp mình. Có những doanh nghiệp tôi nói ví dụ như là sau khi đánh giá xong là chúng ta khắc định là 5 năm nữa chúng ta hãy thực sự áp dụng một cái hệ thống nào đó. Còn giai đoạn này chúng ta thay đổi tư duy, cái cách vận hành doanh nghiệp. Rồi từng bước một thì chúng ta sẽ tới cái lúc mà chúng ta sử dụng hệ thống. Chứ không phải là mua cái hệ thống về gắn là tự nhiên ngày mai chúng ta vận hành một cái tiền lại, không có vậy. Đó thì đó là một cái bài toán mà tôi nghĩ các doanh nghiệp nên tuân thủ những cái kinh nghiệm mà đã được chia sẻ rất là nhiều. Như tôi là một trong những cái đơn vị không có lớn mà mình cũng tự đánh giá, mình hiểu biết về lĩnh vực. Và tôi đã trả giá cho cái việc là chúng tôi không thực hiện một cách nghiêm túc cái bước ở cái việc đánh giá và có một cái lộ trình chuyển đổi hiệu quả. Thì nếu chúng ta làm tốt thì cơ hội chúng ta sẽ chuyển đổi, một là rất là nhẹ nhàng và hai nó có một kết quả như chúng ta mong đợi. Còn không thì như tôi nói, nó vẫn đâu đó mang tính chất gượng ép và nó không ngọt ngào như mọi người nghĩ khi chúng ta tiến hành chuyển đổi số. Tức có nghĩa là chúng ta sẽ đạt được hiệu quả cao hơn, đạt được hiệu suất cao hơn. Không phải như vậy. Nó sẽ mất một khoảng thời gian, toàn bộ hệ thống nó bị chậm lại bởi vì mọi người chưa quen hệ thống mới. Và thứ hai, cái chi phí phát sinh, tiền bạc bỏ vào đầu tư cho hệ thống, chúng ta không thể khấu hao một hai bữa. Và như vậy tức có nghĩa là những năm ngay lập tức sau theo chuyển đổi hệ thống, gọi là chuyển đổi số thành công, thì chúng ta sẽ phải có một khoảng thời gian để chúng ta có được cái return đối với cái đầu tư của mình đối với quá trình chuyển đổi số. Thì như tôi nói, cái chuyện đầu tiên là chúng ta nên đánh giá sự sẵn sàng đối với cái chuyển đổi số. Tức có nghĩa đánh giá từ mặt chiến lược, từ mặt con người, từ mặt hệ thống v.v. Đó là một cái đánh giá tổng thể. Sau cái đánh giá tổng thể xong thì chúng ta sẽ tới cái bước thứ hai. Nếu chúng ta đã ready, chúng ta đánh giá cái sự sẵn sàng đối với một cái hệ thống nào đó mà chúng ta dự kiến để chuyển đổi. Thì cái bước đó là một cái bước đó cụ thể hơn. Nó sẽ có một cái action plan giúp cho chúng ta hình dung được đối với hệ thống chúng ta chuẩn bị là chúng ta đang ở đâu, thiếu mấy điểm, chỗ nào thiếu và chúng ta đã chuẩn bị cái nguồn lực. Và một cái yếu tố rất là quan trọng là các anh chị hãy mạnh dạn, như tôi là tiết kiệm. Trong trường hợp mà là lúc đó mình nghĩ rằng mình sử dụng một anh chị trong doanh nghiệp
để làm vị trí nó gọi là giám đốc dự án PM. Yeah. Tuy nhiên tôi nghĩ cần có một người có kinh nghiệm, hiểu biết hệ thống, hiểu biết cái quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp. Yeah. Thì cái người đó sẽ là một cái người làm cái cầu nối giữa công ty tư vấn chuyển đổi, gọi là công ty mà tư vấn cho chúng ta chuyển đổi cái hệ thống và doanh nghiệp mình. Thì cái vị trí PM đó là cái vị trí đóng vai trò rất là quan trọng. Nó như là cái chất xúc tác, cái chất bôi trơn để mọi thứ vận hành theo đúng cái kế hoạch. Mà người này càng kinh nghiệm thì cơ hội thành công chúng ta càng cao. Còn nếu chúng ta sử dụng một người trong nội tại làm PM, một là nó sẽ bị chủ quan. Thứ hai, bản thân người đó không đủ hiểu biết thì chúng ta gãy ngay vị trí PM. Nếu có một vị trí PM tốt thì chúng ta sẽ có cơ hội thành công cao hơn. Đối với dự án ISP, fail là bởi vì không phải fail nhưng mà nó chưa đạt được như chúng tôi mong đợi. Bởi vì bản thân tôi vào thời điểm đó quá quyết liệt nên tôi nhận mình đóng vai trò PM. Nhưng mà điều đó là hoàn toàn sai. Nếu làm lại thì tôi nghĩ rằng, và bây giờ chúng tôi đang tiếp tục để hoàn thiện cái quá trình chuyển đổi số, thì chúng phải có một cái vai trò của người giám đốc dự án. Người này phải thực sự có kinh nghiệm đã thực hiện cái việc chuyển đổi, và thứ hai rất am hiểu về mặt hệ thống để từ đó biết được cái ngôn ngữ giữa cái công ty tư vấn triển khai và những anh em kỹ thuật và những người vận hành hàng ngày nó không giống nha. Nên cái người này đóng cái vai trò là biết làm sao để có thể chuyển đổi thông tin một cách hiệu quả. Và quan trọng hơn nữa là họ là những cái người luôn luôn đứng cả từ hai phía để giữ được lửa. Còn nếu mà một vị trí giống như chẳng hạn như người lãnh đứng đầu doanh nghiệp như tôi thì lúc nào cũng quyết liệt, thì anh em thì cảm giác là lúc nào cũng ủng hộ. Tuy nhiên chúng ta không thể hiểu hết tất cả những khó khăn mà từng nhân viên, từng key user mắc phải. Và trong trường hợp đôi khi chúng ta ép quá nó sẽ gãy. Thì điều đó nói lên được rằng thứ nhất là vai trò của lãnh đạo, thứ hai là vai trò của cái người quản lý dự án. Đúng rồi, quản lý dự án. Đấy, phải làm thế nào để, em gọi là cái từ nó là dung hòa giữa hai bên. Đúng rồi. Dung hòa giữa hai bên là thứ nhất là phải hiểu được nội tại của khách hàng. Đúng rồi. Đang gặp vấn đề gì, khó khăn gì, các tình huống gì cần giải quyết. Và thứ ba là mang cái câu chuyện đó đi truyền tải lại bên tư vấn để nói cái ngôn ngữ về nghiệp vụ cho tư vấn hiểu. Đúng rồi. Đúng rồi. Vì em thấy phần lớn thì tư vấn sẽ trao đổi với khách hàng bằng ngôn ngữ mình gọi là ngôn ngữ về kỹ thuật. Và đôi khi nếu mà sử dụng ngôn ngữ nó quá đặc thù về kỹ thuật mà không sử dụng cùng cái ngôn ngữ đối với khách hàng á, thì nó sẽ làm đến dẫn đến một cái gap, một cái khoảng cách giữa hai bên, nghĩa là mình là misunderstand, nghĩa là mình không hiểu, không hiểu nhau như thế nào, thì dẫn đến là hàng loạt tất cả những cái vấn đề. Và đó, cái chuyện đầu tiên là tăng chi phí. Đúng. Thế có nghĩa là nếu không có vị trí PM thì cái việc tăng chi phí so với cái cam kết ban đầu của công ty tư vấn triển khai với mình. Bởi vì thực chất là doanh nghiệp nào cũng sốt ruột hết đó. Nhưng mà chính vì vậy trong các hợp đồng tư vấn triển khai, ta ghi rất là rõ ràng. Từ số buổi training cho tới số giờ làm việc. Nên khi chúng ta đòi hỏi nhiều quá thì chúng ta phải trả thêm. Và càng trả thêm thì bắt đầu nó phá vỡ cái plan ban đầu. Vì vậy phần lớn các doanh nghiệp, rất là nhiều doanh nghiệp fail trong quá trình chuyển đổi. Quay trở lại đừng có tiếc cái hai cái chi phí. Một là chi phí tư vấn ban đầu. Nghĩa là giúp cho chúng ta hiểu biết một cách nó tổng thể và giúp chúng ta quyết định giùm. Chủ doanh nghiệp không đủ hiểu biết để có thể quyết định, hoặc là không có đủ cái tính khách quan để quyết định. Thì hãy dùng tư vấn để có thể quyết định tốt, có một cái plan giúp cho chúng ta hình dung cái quá trình chuyển đổi như thế nào. Và hai là cái vai trò của PM. Nên bỏ cái chi phí hợp lý để chọn một cái người giám đốc dự án có kinh nghiệm. Và chính họ sẽ giúp cho chúng ta đạt được cái hiệu quả trong quá trình chuyển đổi. Thì quay trở lại là tất cả quá trình phát sinh nó là do mình không có hiểu biết. Và chính vì vậy nó theo cái nhu cầu mà chúng ta nghĩ nó không đúng cái mức đó. Và thứ hai, làm sao mà biết được chúng ta chuyển đổi từng phần một, chúng ta đạt được thành công, hay là chúng ta chuyển đổi cùng một thời điểm cho tất cả hệ thống. Thì cái này hoàn toàn lại thuộc vào cái kiến thức của cái đơn vị tư vấn của chúng ta. Và tôi nghĩ rằng nên sử dụng một cái tư vấn third party hơn là cái đơn vị mà tư vấn triển khai. Vì ông tư vấn triển khai thì bao giờ ông cũng muốn cái cách nào nó tốt nhất. Tuy nhiên cái ông tư vấn đứng ở vai trò ban đầu khi chọn hệ thống và đánh giá sự sẵn sàng, họ sẽ giúp cho chúng ta chọn cái scoping, tức gọi là cái phạm vi công việc như thế nào là phù hợp với cái doanh nghiệp mình nhé. Thì đó đòi hỏi có sự hiểu biết, và càng có kiến thức thì chúng ta mới quyết định chính xác được. Thì quay trở lại, tôi khuyên là các doanh nghiệp không ngại để chi phí cho cái phần tư vấn đó. Nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái bước đi rất là chắc chắn. Giống như em xây nhà vậy đó. Nếu mà em chọn thì nó chủ quan. Nhưng mà cái kiến trúc sư nó sẽ dựa vào số tiền
cũng như cái mong đợi để nó có thể đưa ra một cái lời khuyên là với số tiền và với quỹ thời gian đó, với mong đợi của em thì cái thiết kế nào là phù hợp nhất đối với cái việc em xây một cái nhà. Thì cái tư vấn sẽ giúp cho chúng ta hình dung là với cái hiện trạng doanh nghiệp, với cái nội tại hiện tại, với cái mức tiền mà chúng ta sẵn sàng đầu tư, thì chúng ta chọn cái giải pháp nào là tối ưu nhất. Tối ưu, tính phù hợp nó quan trọng, chứ không phải là cứ thấy người khác làm chúng ta bắt chước là tốt. Em quay lại câu chuyện chuyển đổi số một chút, thì đối với thầy làm trong lĩnh vực về giáo dục thì cũng đã gặp rất là nhiều những cái khó khăn trên cái hành trình chuyển đổi số. Và bên cạnh cái việc mà thứ nhất là đội ngũ nhân sự của mình đều đã có những cái kiến thức và có những cái kinh nghiệm trong cái công tác giảng dạy, cũng giống như cái việc tiếp cận những cái công nghệ mới, thì điều này nó nói lên một được rằng á, thì đối với những cái công ty hoặc là những cái doanh nghiệp mà làm trong những cái lĩnh vực khác thì cái mức độ về kiến thức, về sự hiểu biết của họ trong cái việc chuyển đổi số nó lại càng thấp hơn nữa, nên cái tỷ lệ mà thất bại nó lại cao hơn. Thì giống như thầy chia sẻ, nghĩa là mình sẽ có một cái bước gọi là bước đánh giá sự sẵn sàng hiện tại mình đang ở đâu và mình nên cần phải làm cái gì cho cái xuyên suốt một cái hành trình. Cảm ơn sự chia sẻ về thế nào chuyển đổi số và áp dụng chuyển đổi số như thế nào của thầy Quân. Thì như chúng ta được biết thì chuyển đổi số không phải là cái việc mà chúng ta mua phần mềm về áp dụng tại doanh nghiệp, hoặc là chúng ta mua một cái hệ thống về để xử lý tất cả những cái sự vụ hoặc là xử lý tất cả những cái khó khăn, mà chuyển đổi số là cả một cái quá trình, mà quá trình này cần phải đầu tư về nhân lực và về vật lực. Hay nói cách khác, đó là chúng ta cần phải đầu tư về năng lực số và năng lực lãnh đạo. Thì năng lực số mà tôi muốn đề cập ở đây đó chính là cái sự trải nghiệm về khách hàng, tối ưu hóa về quy trình và tạo ra một cái mô hình kinh doanh mới. Ngoài ra thì trong cái năng lực lãnh đạo, chúng ta cần phải xét đến yếu tố là tầm nhìn của lãnh đạo như thế nào. Thứ hai là tạo nên cái sự gắn kết của tất cả các bộ phận thông qua cái việc mà kết nối dựa trên những cái quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp. Và tiếp theo chúng ta mới nói đến câu chuyện là chúng ta áp dụng cái công nghệ gì cho cái việc chuyển đổi số. Và cuối cùng thì tất cả những cái bộ phận phòng ban trong một doanh nghiệp phải tuân thủ theo cái quy trình quản lý và tuân thủ theo cái quy trình thực hiện dựa trên cái hệ thống mà chúng ta đã được thực hiện và áp dụng ngay từ đầu. Và một trong những cái điều kiện tiên quyết và quan trọng để mà cái việc chuyển đổi số tại một doanh nghiệp thành công, đó là cái việc mà chúng ta đánh giá sự sẵn sàng tại doanh nghiệp. Thì để đánh giá sự sẵn sàng, chúng ta có 3 yếu tố. Yếu tố thứ nhất là sẵn sàng về mặt con người. Ta phải xem xét là con người chúng ta, các bộ phận chúng ta đã sẵn sàng trong cái hoạt động chuyển đổi số hay chưa. Thứ hai là sẵn sàng về mặt quy trình, nghĩa là chúng ta áp dụng những cái quy trình nó chuẩn hóa hay chưa cho cái hoạt động quản lý sản xuất. Và cuối cùng là chúng ta cần phải xem xét một yếu tố cũng cực kỳ quan trọng, đó là yếu tố về mặt dữ liệu. Thì khi mà 3 yếu tố về con người, về quy trình và về dữ liệu sẵn sàng, thì lúc này cái hoạt động chuyển đổi số nó mới thực hiện một cách là được thành công và giảm cái tỷ lệ rủi ro. Thì rất là chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tôi xuyên suốt cái buổi tọa đàm này. Và một lần nữa xin cảm ơn thầy Quân đã có cái buổi trò chuyện rất là có ý nghĩa. Cảm ơn thầy.